ghi câu tâm vậy, lòng thương nhớ vơi đầy. Các bác đã được nghe em được xem em làm clip nhỏ để test cái âm ly Scott. Scott này là model là dòng xuất Âu các bác nhé, điện 220. Scott receiver R77S. Dòng này là dòng xuất Âu nha các bác nhé, điện 220. Scott là dòng của Mỹ. Mỹ nhưng mà xuất sang thị trường châu Âu. Con này thì chạy 4 sò Motorola và con này thì còn rất mới. Nội thất thì cực kỳ mới và zin nguyên bản. Đấy, nhưng bác nào quan tâm đến con âm ly này thì các bác là kết bạn vào Zalo cho em nhé. Em sẽ gửi đầy đủ thông số và hình ảnh cho các bác. Đấy, 4 cái sò Motorola nằm trong 4 cái này. Con này thì rất nặng, công suất thì là rất khỏe, 80W một vế cho 8 ohm, 80W một vế. Con này thì đánh những dòng loa cổ, bác nào có loa Scott, loa Chevin, rồi là dòng loa KLH, tức là các bác chơi dòng loa Mỹ cổ, bác cứ tán con này cho em, đánh rất hay. Vừa rồi em ghép với cặp Deaton 66. Đấy, các bác nghe chất âm như nào các bác comment cho em ở phía bên dưới nhé. Và giá con âm ly này em báo giá với các bác là em bán với giá là 9,5 triệu. 9,5 triệu bao zin nguyên bản và hàng đẹp các bác nhé. Mặt phay nhôm, núm nút zin, tất cả mọi cái zin hết các bác nhé. Con vi này lặng lắm. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác nhé.